Edit thì phải edit cả cái video livestream chứ. Edit thì edit phải cả một cái video livestream luôn. Edit cái video có 1 phút đồng hồ, edit mấy ngày. Ô chị. Hoàng Hải Nguyễn, đi chơi anh tối qua em mới làm. À. Quan điêu tập ủng hộ ăn cái nào. Ui tì qua bên YouTube. Qua bên YouTube ông Tiến có tương tác đâu hả? Ta lại không. Mãi cả chưa. Nó không tương tác à? Khó gì ta. Quan điêu tập ủng hộ với nha mọi người. YouTube Tiến gì? À, đã không tương tác à? Có bình luận bao giờ đâu mà nói tương tác trời. Khó ghê luôn đấy chứ. Cùng em đi có bao đại dương, đợi chờ em về một con đường. Em ngắn nhưng ánh mây trời. Em ơi có mấy khéo vào ngày bần thế. Lại là không tương tác à? Chả thấy gai bình luận mà lung nhé. Tem đây có áp luôn, cái nào thì nốt chán người chưa? Đặt tem nó 2 AP, báo đời vô đốm. Lập nó để thả điện thoại thì tự nhiên chán đời quá. Chia ra cầm quyền năng thì giới sức mặt trước mặt nó tầm luôn khó rồi ra. À. Quỳ rồi ta. Không có quỳ. Sao gọi rừng ở đâu á. Tha đó nó chết rồi. Nó không chết rồi đâu. En Vi Tâm, hello anh. Chạy anh Vi Tâm nhá. Hello em. Qua YouTube ủng hộ với lại anh Vi Tâm ơi. Qua bên YouTube cùng tên với kênh Facebook ủng hộ anh với nào. Nó không chết được đâu. Nó còn tầm 50 máu. Cái thiêu đốt cấp 1, cấp 2 mình có đam. Dạ bà là bảo quỷ để vô cướp nha. À. Đâu á. Hồ Thanh Chí, thuê lưu anh. Dạ Thanh Chí à. Qua YouTube ủng hộ nào chị ơi. Đầy thật luôn đó chứ. Mẹ em có khi núp núp đây rồi em không? Khi nó núp trong rừng á, nhìn nó biết. Đây đây biết ngay rồi. Né được cái ấy được rồi đúng không? Không chết rồi đâu đúng không? Chết nổi. Chết rồi con. Gì trời, lên lên làm gì? Không. Cùng người ta. Yên. Cùng mà.
Không chết nó không biết nữa chứ. Le le thả lơ là mất thời gian xe luôn. Để đâu rồi? Tắt máy đi. Bé lè xả lơ. Kêu ra nó có thể kiếm. Never await victory. Cái gì mày nha. An con gì chỉ có dắt với chi đam mê thôi, thiêu đốt sớm quá. Chị quá chạy nhanh quá, tốc biến ảo tầm luôn, nó quy với lại nó ấy, nó tốc biến ảo tầm luôn. Phải đó mình quy lối, mình quy đúng là nó chết rồi đó, quy đúng là nó niệm à, mắt tóc này. Vẫn còn ngon thoải mái. Nói bạn nó xem nhá, hồi chơi vậy mọi người ơi. Em tiến có gì đâu phải lo không biết nữa chứ. Trong có chắc luôn đúng không? Trong có chắc luôn đó. Biết ai mới là chủ của game này chưa hả quỷ? Chém là cái này chết bà là luôn đấy, nó mà lì đâu.
Đánh ra nó hiểu vấn đề luôn đúng không? Ra màn hiếp thằng Liên. Cho nó hiểu vấn đề sớm. Nhưng không là tí nó tụi nó mạnh lắm không? Top Gap Can Win. Chào toàn chân nhá, là toàn chân nhá. Qua kênh YouTube ủng hộ với nha mọi người. YouTube tiếng gì nhá, cái Samita. Di đi rừng kiểu yếu sao sao ấy, pam chém chém không có sát thương à. Gì trời, Di đi rừng mạnh quá chưa à luôn á, nhiều ông đi rừng leo rank cao hơn mình nhiều. Di rừng về đánh hơn chứ, đi top gặp mấy cầu khó thử xem nào, biết cái cạnh được. Di đi rừng gặp cầu khó này còn gọi là đi đi vét máng được đúng không? Còn Di đi top mà gặp cầu khó đánh cầu gì? À, mày đi luôn. Đánh đấm cái gì đâu, họp xem LPL hạ T á, đó, họp ngủ chứ, đâu có xem mấy cái giải đâu mấy đâu. Tiến đầu quay lên quay à, lên tầm 3 cấp W nhiều quá. Tiến. Vợ đâu hết. Tiến trụ hai cái là chém luôn. Về lên đi mày, lên đây làm gì đó. Chấp 3 thằng. Có chấp 3 thằng. Đời đi. Cách để mà đánh được này á. Tầm này chỉ có lựa chọn duy nhất là sửa các ép thôi, nó đấm gì đâu. Otake, Kasamita. View kênh view cao nhất trước giờ của kênh mình là tầm 16 view. Đấy. Hello các bạn đã xem nhá. Mọi người qua YouTube ủng hộ với nhau mọi người. YouTube được 16 view cao với chịu Facebook tới đấy quan tâm luôn. Facebook tới đấy nhìn nhiều view luôn á. Mà tôi nghĩ đánh mà không chết thế này view Facebook YouTube gì đó không cao. À, tím, sao tím đi. Nhà đấy công ty luôn khó đấy. Một chạy damage farm lính có vẻ ngon hơn nhỉ. Chạy damage hút trụ có vẻ ngon hơn là cái len top này đó. Len top chạy có gì hết thôi mà xuống thì lụm hết rồi. Ok. Lụm nha. Cũng
bên nhau mai sau là điều không lớn nữa. Còn ta anh đưa ra tựa là anh lấp đánh hay không gian bao la gọt về cho riêng hai ta ở trong nàng hoa biết bao giấc mơ ngọt ngào. Thật từng góc xuyên qua đêm tình mộng gói đang ướt đắm nghiệm dễ vai chuyện dễ vai chạy chuyện mà ngày qua kênh YouTube ủng hộ nha mong ơi, YouTube cho được 17 người xem. Token đẹp dễ thế, ai cả chuồng thật giờ về mua phát hai đồ luôn, mua okay, khệ chứ, không mua đồ, à. Còn cái đồ kia là từ đi, à, dư tiền nó dư tiền quá mong mà. Tự nhiên nó lại dư tiền quá đi thôi, nó kêu là không mua cuồng đao rồi, nó lại dư tiền ra, kỵ nó chứ, các bạn. Ấy, mày làm cái gì trò gì đây đây? Ra đồ rồi mà cần gánh hả? À, thì có tóc biến giết là lỗ nhỉ? Thì ra chắc bị tem chị rồi á, chịu đi đâu, rất người luôn đấy chứ. Tự nhiên tóc biến lên giết nó lỗ còng lưng đâu mà thấy cái mặt ta ghét quá mà nó cỡ lại hít hít lính nhìn cái mặt đâu. Ông nào chê tao phạm ghè nói đi đấy, vừa thời gian chưa ăn là phạm vừa thời gian liền ra đồ luôn. Có đánh kiểu gì nữa giờ? An enemy has been slain. I will show you the path. Bỏ luôn Fira. Anh bảo nó bỏ Fira luôn rồi. An enemy has been slain. Bỏ nhà bỏ cửa luôn. Tiền hết. Tiền hết. Ta mắt láo rồi chứ. Mày phá con này đó mày đi luôn ha. Lambron. Kéo đi. Yêu ấy con kia to có những năm mắt cao cam tình ngày trong mơ đẹp tay chưa muốn tìm quay để tìm ai lòng em đâu hay biết khi màn đêm em đang qua nơi đây từ cái ngày nó tóc biến mà cái đó có bật hợp đâu tôi đánh không chắc thì ai chắc nó
Mấy cái trận ao chỉnh này là tao đánh tha hồ chắc tay luôn, chả chết được mẹ nào luôn. Có khi trận này bất tử luôn. Này có thể đánh lậu có chết thôi. Gì mà chết được nhờ. Cái AK chứ người ta kẹp mà sợ chết ba. Thứ 10 của tao kìa. Chán. Mẹ cái thằng Victor nó kẻ tầm xa thôi mà nó còn sợ chết lên nó xuống nó coi sao không lạy rồi đấy. Non. Ok.